Chào mọi người. Rồi bây giờ chắc là đang live rồi đó. Lúc nào cũng vậy. Livestream trên Facebook với lại trên Zoom nó lại có khoảng một vài phút, một phút khác biệt. Do đó nên hiện nay Laura nói cũng không biết là các bạn đã, quý vị đã thấy mình live hay chưa ha. Mình cứ tưởng tượng như là nó live đi. Ok. Chào tất cả mọi người. Và welcome quý vị trở lại với chương trình livestream của trang Định cư Phần Lan. Do Laura làm host, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời rất là đặc biệt. Thì trước khi mà mời khách mời vào tham gia chương trình đó, thì xin welcome tất cả mọi người tới tham gia vào cái chương trình livestream định kỳ của trang Định cư Phần Lan vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 1 giờ chiều ở bên UK. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 10 tháng 12, và thời tiết UK thì cũng như mọi ngày vào ngày mùa đông vậy, thời tiết thì hơi u ám một chút xíu, bởi vì là mặt trời thì vào cái mùa này mặt trời sẽ lặn vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, do đó bây giờ cũng đã trời bắt đầu gần 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 u ám và mặt trời chuẩn bị lặn rồi đó. Rồi vậy thì chào tất cả mọi người ha. Trong cái livestream lần này á, thì như là Laura đã nói lần trước và hứa với các bạn là Laura đã mời được bạn của mình là chị Rose, hiện nay đang định cư tại Phần Lan cùng với hai con đang trong được độ tuổi tiểu học. Và bạn Rose sẽ chia sẻ với mình về những cái kinh nghiệm thực tế về cuộc sống của bạn ấy sau mấy năm định cư tại Phần Lan. Nhưng mà trước khi chúng ta có thể vào livestream á, thì chắc là chúng ta nên chào nhau một chút xíu ha, để chờ mọi người ổn định, tại vì hiện nay trên trên trang vẫn chưa thấy like. Vậy thì có bạn nào có thấy mình ở trên trang Định cư Phần Lan không ạ? Thì nhớ cho mình thả tim hay là comment vô để mình biết là mình đang nói chuyện. Ok, có bạn Phương Nguyên. Chào là hai chị, em đợi nãy giờ luôn ạ. Ok, chào em Phương Nguyên, xin lỗi mọi người là bởi vì hình như hôm nay Facebook Messenger nó có vấn đề, nên là Laura với lại bạn Rose phải làm sao để tìm cách một cách khác liên lạc. Thường là hai đứa chat qua chat lại trên Facebook Messenger, nhưng mà hả, hôm nay lại không có chat được như vậy, nên là phải dùng một cái phương tiện khác. Thì thật ra tụi mình có rất là nhiều cách để liên lạc với nhau và bạn bè trên thế giới ha. Ở Việt Nam chắc các bạn thường hay dùng Facebook Messenger hoặc là Zalo, còn ở bên châu Âu thì tụi mình dùng là Facebook Messenger hay là WhatsApp hay là Skype hay là điện thoại trực tiếp từ nước này qua nước nọ ha. Thì cũng rất là may là có thể liên lạc được, và có thể mình mới làm xong một cái khóa huấn luyện thật là nhanh cho bạn Rose để bạn ấy tham gia vào cái Zoom này. Cái phần này đúng là lỗi của mình, là mình quên mất tiêu là cần phải huấn luyện nữa nên là hơi chậm một chút xíu. Nhưng mà không sao, mình vô lại được rồi. Ok, rồi bây giờ mình đang chờ các bạn tham gia vào chương trình live. Hiện nay mình thấy là mới có một mình Phương Nguyên lên chào thôi, nên là mình không biết là ở Việt Nam các bạn có thấy được mình hay không, hay là ở Việt Nam cái Facebook nó cũng bị down rồi. Ở đó thì giờ mình chờ chút xíu ha. Ok, vậy thì trong lúc chờ các bạn khác thì Phương Nguyên ơi, đây, bên đó như thế nào hả em? Hôm nay thời tiết ở bên ở Sài Gòn như thế nào? Bên chị thì đang ẩm hơi bị âm u một chút xíu, nhưng mà chính vì vậy nên là mình đổi cái màn cái phông của mình. Đây là cái cây thông Noel. Nhà mình vừa mới mấy mấy đứa nhỏ vừa mới trang trí. Thì nhà mình cứ đến mùa Giáng sinh là khoảng đầu tháng 12 là mọi người bắt đầu trang trí cây thông Noel. Và truyền thống là cây thông Noel chỉ giữ 12 ngày sau ngày Giáng sinh là ngày 25 thôi, có nghĩa là tới ngày 7 tháng 1 thì là phải dỡ xuống và cất vào trong kho nếu như là cây thông nhựa ha. Tại vì nếu như mà để quá 12 ngày đó thì nó sẽ đem lại điều không tốt
đều bad luck, không may mắn, do đó nên người dân Anh họ sẽ dẹp hết cây thông Noel vào ngày thứ 12 sau ngày Giáng sinh, ngày 25. Và con của Laura thì nó rất là thích trang trí cây thông Noel, tại vì đây giống như là truyền thống, giống như ở Việt Nam mình thì là ngắt mai và bẻ lá, hay là ngắt lá mai. Còn ở bên này thì là trang trí cây thông Noel, và tất cả những cái đồ trang trí trên cây thì là do gia đình mỗi lần đi du lịch về hay là đi đến một vùng nào đó thì sẽ mua cái đồ trang trí ở vùng cái đất nước đó, hoặc là cái những cái gì lạ lạ vui vui để đem về. Và có những gia đình thì cái đồ trang trí cây thông Noel của họ nó sẽ giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, tại vì cái truyền thống đó lâu dài và cho con nít nó cũng học và nó quen luôn với cái truyền thống đó. Rồi mình có bạn Phương Hoàng, chào chào em. Bạn Cẩm Đoàn, chào em. Bạn Thu Đặng Hoài, xin chào hai chị. Chào em. Fan cứng của Trang. Bạn Khánh Trang, hai chị, xin chào em. Mọi người đã bắt đầu tham gia vô nhiều hơn rồi nè, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là hôm nay chương trình mình sẽ hơi trễ một chút xíu vì lý do kỹ thuật ha, nhưng mà có các bạn vô đây rồi thì mình chắc là mình có thể bắt đầu rồi. Đầu tiên á, trước khi mà có thể bắt đầu vô chương trình chính của ngày hôm nay với khách mời lần đầu tiên tham dự vào trang livestream của Trang Định Cư Phần Lan là chị Rose á, thì mình xin nhắc lại một chút xíu một cái số thông tin của những 4-5 lần livestream trước đây. Okay. Và đồng thời là cũng nhắc cho quý vị là tại vì livestream của chúng ta phục vụ cộng đồng là cho những người đang mong muốn đi định cư ở Phần Lan, họ mong muốn đi du học ở Phần Lan, hoặc là muốn hiểu thêm một số thông tin về Phần Lan và các nước châu Âu khác, thì xin quý vị hãy chia sẻ những cái livestream này trên trang Facebook của mình để cho có thể giúp được bạn bè hay là họ hàng của mình, những người đang có nhu cầu. Và đồng thời cũng có thể nhiều khi họ không có nhu cầu nhưng họ biết thêm về một cái nền văn hóa khác, về một cái cuộc sống khác, thì điều đó bao giờ cũng tốt. Vậy thì Laura xin tóm tắt lại nội dung của những cái livestream lần trước ha. Thì trước đây chúng ta đã làm hai cái livestream về visa du lịch Schengen, có nghĩa là những điều các viên chức lãnh sự tìm hiểu, họ muốn biết khi mà, và chúng ta cần phải chứng minh khi chúng ta muốn đi du lịch sang một nước phát triển. Những livestream tiếp theo thì chúng ta biết được về những con đường để người Việt Nam có thể đi định cư tại Phần Lan, bao gồm là bạn có thể đi du học này ha, các bạn có thể đầu tư vào doanh nghiệp và vận hành cái doanh nghiệp đó, và đồng thời hoặc là các bạn có thể qua bên Phần Lan làm việc định cư. Ok, nhưng mà cái điều kiện để làm việc định cư thì là các bạn cần phải nâng cái vị thế của mình lên từ cái cấp số 4, nếu như đang ở Việt Nam, qua lên cấp số 2 nếu như các bạn đang là công đang là người sinh sống tại một nước châu Âu khác. Và hôm nay thì thay vì khách mời chuyên gia của chúng ta là anh Paul thì mình đổi món. Và hôm nay mình hứa là mình sẽ mời một khách hàng mời rất là đặc biệt là Rose, là bạn của Laura. Và bạn ấy đang sống tại Phần Lan với hai con của mình là bé Na và bé Linh. Ok. Thì hai con của bạn được đi qua với mẹ qua Phần Lan cách đây 2 hay 3 năm gì đó. Thời gian qua nhanh quá, Laura cũng không 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 nhớ được luôn á. Thì tí nữa mình gặp bạn Rose mình sẽ hỏi lại. Và bạn ấy hôm nay sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị về cuộc sống của một người phụ nữ Việt Nam với hai đứa con, khi mà qua thời gian trước khi qua Phần Lan, thời gian khi qua Phần Lan và hiện nay cuộc sống của bạn ấy đang ở Phần Lan như thế nào. Rồi bây giờ thì mình xin mời bạn Rose vào tham gia với chúng ta. Chào bạn Rose. Xin chào tất cả mọi người có nghe mình nói rõ không ạ? Mình nghe rất rõ, còn mọi người thì sao thì mình để kiểm tra lại nhé. Nói chung là mình đang ở ba đất nước khác nhau là Việt Nam, UK và Phần Lan, do đó nên cái phần kỹ thuật mình cũng phải kiểm tra lại. Rồi có bạn nào có thể cho mình biết là livestream ở bên Việt Nam thì mình có nghe được bạn Rose nói không ạ? Ok, giờ từ từ nha, có bạn nào đang theo dõi mình cho mình một cái comment đi. Là có nghe mình nói không, chứ mình đang sợ mình nói tí li 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 luôn mà không nghe khách mời nói thì hơi 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 quê đó. Ok.
Rồi. À. Rồi thôi, bây giờ mình nghĩ là các bạn ấy nghe rồi nè. Ok, rồi vậy thì chào bạn Rose nào. Đầu tiên á là cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia vào cái chương trình livestream của mình ngày hôm nay. Và hy vọng là quý vị sau cái buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ biết thêm về cuộc sống của một người Việt qua Phần Lan định cư. Và mình cái hình thức mà như vậy mình sẽ đặt câu hỏi cho bạn ha, rồi sau đó chúng ta sẽ lắng nghe sự chia sẻ của bạn. Bạn cứ chia sẻ giống như là hàng ngày chúng ta nói chuyện với nhau vậy. Tại vì mình cần nhất là những thông tin chân thật nhất của cuộc sống của bạn ở Phần Lan, bởi vì điều đó mới giúp được cho quý vị ở Việt Nam hiểu thêm một chút xíu về 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 cái cuộc sống ở châu Âu và ở Phần Lan ha. Bạn ok không? Ok, bạn. Ok. Rồi, cảm ơn bạn. Nào, đầu tiên nè, lý do tại sao bạn lại chọn Phần Lan sinh sống vậy? Trước khi mà mình chọn Phần Lan thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ tất cả các nước từ Mỹ, Úc, Canada là những cái nước mà đông người Việt và phần lớn thì mọi người thấy quen thuộc, cho tới mình có tìm hiểu New Zealand, có cả Anh nữa. Nhưng mà sau đấy thì mình được khi mà mình tìm hiểu rất kỹ, mình vừa thông tin trên mạng, đọc sách báo và liên hệ rất nhiều những cái công ty tư vấn thì mình chọn Phần Lan là vì lý do là nơi an toàn nhất, không có súng đạn. Và mình trước khi mà mình đi qua đây sống thì mình cũng 1 năm trước đấy thì mình và ông xã với hai đưa hai con đi qua du lịch để tìm hiểu trước, thì mình vừa tới nơi cái là mình thích, biết đây là cái nơi mình muốn sống, là ngoài cái việc ăn là thành phố an toàn nhất thì thứ hai là thành phố này nó không có quá xô bồ và nó lại rất tiện dụng, tiện là bởi vì ở Việt Nam thì mình ở Hà Nội, nên mình rất thích cái dạng mà nhà nhà sát sát và giống như dạng phố cổ ở Việt Nam á, rất là tiện dụng, mình được đi bộ đi ăn phở. Bây giờ ngay cả ở Phần Lan mình vẫn đi bộ ra phở phở Việt để mình ăn, thì mình thứ nhất là an toàn và thứ hai là nó là thành phố lớn và mình ở ngay thủ đô và nhà nhà sát sát, đó là hai lý do chính mà mình chọn. Và lý do quan trọng thứ ba nữa là Phần Lan đang có giáo dục tốt nhất thế giới, thì mình đi định cư là vì mình đưa hai con để cho con đi học, thì ba lý do chính. À, ok. Nhưng mà mình nhớ nè, trước đây bạn có đi du học ở châu Âu một thời gian cách đây 20 năm á, cái thời mà mình đi du học bạn cũng đi du học. Nhưng mà sau đó bạn lại nói với mình á, là bạn không thích cuộc sống ở bên Anh nên bạn phải về Việt Nam thôi. Nhưng mà sau đó 20 năm sau bạn lại quyết định là qua bên bên châu Âu sống. Thì mình mới thắc mắc, tại sao một người trước đây lại không muốn ở lại châu Âu và bây giờ thì lại quay trở lại châu Âu? Thì cũng câu chuyện là lý do chính là vì có con cái. Mình thì học ở Anh nhưng mà lúc đấy chưa có gia đình thì mình chưa nghĩ, mình vẫn thích cái cuộc sống đông đúc ở Việt Nam. Nhưng mà khi có con rồi thì mình muốn chọn cho con có một cái nền giáo dục và một cái văn hóa nó khác hơn. Nên chính vì vậy mình nghiên cứu rất nhiều nơi và cuối cùng mình chọn Phần Lan là bởi vì giáo dục phổ thông của Phần Lan đang là tốt nhất và mình thích cái văn hóa của Phần Lan là tập trung vô phát triển từng cái tố chất của một đứa trẻ, chứ không quá nặng về thi cử điểm số, thì mình lại thấy rất là phù hợp với cái mong muốn của mình cho sự phát triển của con cái ở nước ngoài. Ok, vậy thì vì con nên là một người từ là hồi cách đây 20 năm mình không thích cuộc sống ở châu Âu, bây giờ là 20 năm sau thì lại đem con qua sống ở châu Quay trở Âu. lại châu Âu. Rồi, câu hỏi tiếp theo của mình cho bạn nè, thì trước khi qua Phần Lan á thì bạn có lo ngại gì không? Mình có rất nhiều cái lo ngại bởi vì do ông xã mình thì lại không chưa có nghỉ được công việc ở Việt Nam, và mình cũng mà gia đình thì cũng bàn tính là mình qua ổn định khoảng 3-4 năm rồi sau đấy ông xã mới chuyển dần. Thì cái lo ngại đầu tiên nhất của mình mà nhiều khi phải nói là ám ảnh là mình cứ sợ là khi có một mình với hai con mà mình không quen ai ở ở Phần Lan hết, nên mình chỉ sợ ban đầu mình sợ là mình có vấn đề gì, ví dụ như mình bị bệnh hay cái gì thì con mình ai lo. Nói chung là sợ đủ thứ, rồi sợ thứ hai nữa là sợ lạnh bởi vì ai cũng nói Phần Lan là lạnh mà mình thì đã quen sống ở nhiệt đới rồi, mình đâu bao giờ chịu nổi lạnh. Thì đấy là hai cái lý do lớn nhất. Nhưng mà tuy nhiên sau 1 tháng đầu cũng may mắn là mình cũng tìm hiểu và hỏi một số những anh chị đã đi trước đây thì vấn đề lạnh được hoàn toàn được giải quyết là do mình chưa biết. Qua đây thì phải mua đúng cái loại áo lạnh và đi đúng cái loại giày ở đây,
thì sau một năm mà chắc là chỉ sau 3 tháng thôi, mà thực ra mùa lạnh thì cũng chỉ có bốn bốn mùa 4 tháng trong một năm, nó không phải là quá lạnh hết cả 12 tháng. Mình thấy Phần Lan còn không lạnh bằng Canada, mình đi Canada mình lạnh mình không chịu nổi đó. Thì và mặc đúng cái loại áo ở đây, thì hiện tại bây giờ như con gái mình 9 tuổi là bé Na đi ngủ ở nhà, trong nhà lúc nào mặc áo 2 giây, bởi vì cái hệ thống máy sưởi ở Phần Lan là phải nói là tốt nhất thế giới, ngay cả tốt hơn ở Anh. Mình sống ở Anh mà mình chịu không nổi cái lạnh ở Anh, nhưng mà ở Phần Lan thì mình vẫn mặc áo 2 giây ở trong nhà cùng với con gái đó. Còn đi ra ngoài thì chỉ một cái áo chống lạnh, ở bên trong mặc một cái áo thun thôi, cho dù nhiệt độ có âm, hiện tại bây giờ đang ở -1 độ, nhưng mà mình thấy rất là thoải mái. Và như con mình thì về Việt Nam thì lại bây giờ đang quen cái khí hậu này rồi, về Việt Nam lại nóng quá thở không được, thì thực ra là cái vấn đề là lạnh không phải là vấn đề. Rồi cái sợ thứ hai nữa là sợ với con mình có vấn đề gì thì con mình bị bắt hay không, là ai lo cho con mình. Thì khi mà đi qua đây thì bé Linh là bé trai lớn, chỉ sau mình vẫn còn nhớ 2 tuần đầu tiên là mình đưa con đi học hàng ngày luôn, mình không dám rời ra con. Thì nhưng mà cô giáo hiểu được cái tâm lý của một cái bà mẹ người châu Á, rồi thầy hiệu trưởng cũng vậy, là bắt đầu trấn an mình, nói là không, ở đây tất cả các em bé, bởi vì đi học gần nhà, tất cả các em bé đều đều được khuyến khích tự đi học. Và ở Phần Lan thì không bao giờ có tình trạng bắt cóc hay là lạc, bởi vì có bất cứ vấn đề gì chỉ gọi điện thoại là sẽ tìm được con. Rồi sau đấy là bản thân cô giáo lại nói chuyện với bé Linh, làm cho bé tự tin, là bởi vì tất cả các bạn học cũng đều tự đi học hết. Lúc đấy thì bé là 10 tuổi. Vậy xong sau 2 tuần thì bé mới tự nói với mình là mẹ ơi để con tự đi học đi. Bởi vì lúc đấy thì bé đang học dự bị 1 năm đầu, chứ chưa được học cái trường ở gần nhà, là cách 500 m, dự bị 1 năm đầu. Vậy thì bé tự nói như vậy, thế là mình mới bắt đầu để vừa cô giáo, thầy hiệu trưởng và bé Linh tự nói là mình để cho con tự đi. Và ngày đầu tiên thì mình cũng đi theo thôi, nhưng mà mình thấy tự nhiên con mình nó lớn 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 phủng phao ở nhà, ngay cả mặc dù là mình ở cái khu cũng rất là an toàn, đi con chỉ cần đi bộ xuống siêu thị thôi là mình cũng không dám, là mình sợ bị bắt cóc. Nhưng mà qua đây là con đi khắp hết cả thành phố, và giết hồi con đi các phương tiện công cộng, là bởi vì trường phát cho cái thẻ đi ở trong thành phố miễn phí luôn. Con còn rành hơn mình, con còn biết là đi tàu điện nào, đi xe nào, con biết đọc, con chỉ mẹ, tự nhiên con trở thành một cái người đàn ông ở trong nhà. Thì thực sự khi mà nhìn thấy con mình trưởng thành như vậy không có gì bằng, và đấy là cái niềm hạnh phúc của một người mẹ. Và cái nỗi lo của mình hoàn toàn bây giờ là mình không lo nữa, mà con mình lại trở thành cái trụ cột cho mình. Thì cái đấy là một cái thực sự phải nói là khác biệt phát triển lớn nhất mà mình thấy ở con mình. Đúng rồi, Đó đúng là rồi. tự Mình tin. có nhớ năm ngoái khi mà mùa hè mình dắt mấy đứa nhỏ qua bên nhà bạn thăm mấy đứa nhỏ nhà bạn á, thì mình rất là ngạc nhiên là bởi vì 2 đứa bé nhà mình á, thì mình đi đâu mình vẫn đi chung với nó, nhưng mà mình nhớ có lần bé Linh với lại bé Na dắt 2 con của mình đi ra ngoài công viên mà nó đi đi đâu mất tiêu, mình không nhìn thấy luôn, và bạn thì hoàn toàn. Còn mình thì bảo là ủa sao mình không thấy mấy đứa nhỏ đâu hết, bà nói không sao không sao, mấy đứa nhỏ nó Đúng đi rồi, ra công đúng rồi. Ở Phần viên Lan vậy rồi đấy, cái đấy là đúng. Ở đây an toàn tuyệt đối, ngay cả nhiều khi mình đi làm hoặc đi đâu về trễ 11 giờ mà mình thấy mình chẳng có một cảm giác gì sợ hãi. Nhiều khi so ở Sài Gòn, Hà Nội thì mình còn sợ hơn đó. Thì tại vì ở đây mọi thứ nó rất là hiền lành, mà người dân cũng hiền lành luôn. Mình thì thấy, cho nên mình cảm thấy rất là phù hợp với cả cái độ tuổi này, mình cần một cái môi trường an toàn nhất cho con cái. Đúng rồi, đúng rồi. Và mình cũng nhớ là khi mà bạn vẫn còn ở Việt Nam á, thì mình dắt mấy đứa nhỏ nhà mình về cái đây cũng bao nhiêu năm, mình năm 2017 hay 2018 gì thì phải á. Xong cái đi đâu bạn cũng có tài xế, rồi bạn cũng có bú em dắt con của bạn đi. Xong đi bơi cái hồ bơi ở dưới nhà bạn, mà bạn cũng phải có người đi theo canh. Đúng rồi, Bạn có có người đi nhớ là cái coi thời gian chăm đó con. không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thực sự thấy ở nhà mình từ người nấu bếp, từ người chăm con đến tài xế là tất cả chỉ để phục vụ, một đấy là phục vụ con thôi, đi đâu cũng phải có người kè kè theo cho con, không bao giờ dám thả con đi đâu, ngay cả đấy như mình nói đi xuống siêu thị hay hồ bơi cũng phải có người đi kèm sát. Đúng rồi. Vậy thì so với cái việc mà trước đây bạn có 2 3 người giúp việc, tại vì công việc của bạn ở bên Việt Nam rất là bận rộn ha, có 2 3 người giúp việc để giúp cho con, so với bên này chỉ có một mình bạn vừa phải nấu ăn này, vừa lo cho con này, thì bạn có bị có cảm giác là bị quá tải, hoặc là có cảm giác là mình không kham nổi không? Thực ra là cái gì nó cũng có 2 mặt của vấn đề. Dĩ nhiên là ban đầu mình cũng cảm thấy cũng khá vất vả, nhưng mà tuy nhiên may mắn là mình gặp
một cái chị Việt Nam ở cũng ở gần đây, và chị chia sẻ cho mình mà mình vẫn nhớ mãi, và mình rất biết ơn cái nói là chị, nhưng mà thực ra là cái bạn đấy cũng khá bằng tuổi mình, là bạn ấy cũng nói là chị cứ suy nghĩ tích cực thôi. Em lấy ví dụ xưa em cũng như chị ở Việt Nam, em cũng chả bao giờ biết đi xe đạp, mà đi qua đây tại vì ở Phần Lan đi xe đạp thường xuyên đó, tại vì đường đường xá đi xe đạp rất là tiện, và đi xe đạp rồi còn chở đồ chợ, mình cứ nghĩ trời ơi khư khư lúc nào ôm hai túi đồ nặng ơi là nặng, ở Việt Nam mình chả bao giờ đi chợ đó. Thì nhưng mà bù lại mình nhìn tích cực bằng cách là khi mà mình làm như vậy mình sẽ rất là khỏe. Đúng mà mình thấy khỏe, ở Việt Nam mình chả bao giờ tập thể dục, không bao giờ đi bộ, còn qua đây đạp xe đạp, đi bộ, chạy bộ, tập thể dục, mà mình làm thêm những công việc đấy thì giả dụ như đi xe đạp, đi trời đi xe đạp mỗi lần leo dốc thở hổn hển, thở sao nổi rồi nặng nữa, nhiều khi mình cũng nghĩ thấy tủi thân là trời ơi sao ở Việt Nam mình bao giờ phải làm cái này đâu, mình gọi một tiếng thôi. Nhưng mà đấy là một cái suy nghĩ, mình không nghĩ đấy là cái hướng suy nghĩ tích cực, mà mình đổi cái mình tấm như mình tẩy não, mình suy đổi sang cái hướng suy nghĩ tích cực mà cái người bạn kia chia sẻ cho mình là luôn luôn nên nhìn những cái mặt tích cực, thì mình lại thấy ồ đúng rồi, cái trời đây là cái cách mà tập thể dục tốt nhất, thay vì là cứ phải tập thể dục thì mình cứ đi đi chợ đi xe đạp như vậy. Mà đúng thiệt qua đây là mình ốm hẳn đi, phải nói là người và bụng mỡ cũng cũng hết luôn, đó là điều mà không thể không bao giờ làm được ở Việt Nam. Thì cho nên cái kinh nghiệm của mình là nói chung cuộc sống là kết quả sự lựa chọn của bạn, thì chọn cái cách suy nghĩ tích cực thì mình sẽ vượt qua được, và mình thấy mình hội nhập cũng dễ dàng và tập trung vào những điểm tích cực. Okay. Bạn luôn là người rất rất là positive, bạn là một trong những người positive nhất mà mình gặp. Do đó nên là cái cuộc sống và cái thời gian để bạn hòa nhập vô trong cái cuộc sống ở Phần Lan nó rất là nhanh, ngay cả mình cảm giác rất là ấn tượng. Mình trước đây đi du học cần và sau đó đi sống ở bên nước ngoài cần một thời gian rất là dài, và hầu như người Việt Nam nào cũng sẽ cần một thời gian rất là dài lúc đầu để mà chao đảo và có cảm giác như là không thể hòa hợp được. Nhưng mà có vẻ bạn lại làm điều đó rất là tốt và cái thời gian hòa nhập rất 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 là ngắn. Vậy thì điều đó không phải là không thể đúng không, mà chỉ cần chúng thay đổi cách suy nghĩ. Và ngoài ra bạn còn sự hỗ trợ gì của cộng đồng người Việt ở bên bên Phần Lan không, để mà tại vì người Việt thường qua bên một nước nào đó sẽ cảm giác à có người Việt ở bên đó không, để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ, để mà gặp đồng hương nói chuyện, thì hội người Việt của bạn ở bên Phần Lan như thế nào? Hội người Việt ở Phần Lan mọi người rất là dễ thương và nhiệt tình, tại vì thực ra cái cộng đồng vẫn còn nhỏ. Bất cứ khi nào mà cần, hiện đơn giản nhất là có những cái trang fanpage của cộng đồng người Việt, mình chỉ cần post lên thôi là mọi người sẽ vào chia sẻ và cho rất là nhiều thông tin. Thực ra là mình rất biết ơn và mình quen được rất nhiều người từ cái cộng đồng người Việt, hội hội những cái hội chia sẻ đó. Và có bất cứ thứ gì, và ngay cả những cái mà mình mê nhất, đó là những cái món ăn Việt, mình ở nhà 20 năm chẳng bao giờ nấu ăn, nhưng mà qua đây bắt đầu biết nấu ăn và được mọi người chia sẻ, hoặc là thèm món gì, ngay cả gần nhất là tuần trước mình thèm một cái món mà không thể nghĩ là có thể kiếm được phần Phần Lan, đó là bánh 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 cho mật đó, nhưng mà cuối cùng các chị ở cộng đồng người Việt Nam vẫn làm đó. Thì mình thấy mình rất là hội nhập và thấy thích, thì và mình thấy cộng đồng hỗ trợ nhau rất là tốt. Ok. Vậy thì cái mà thường ở Việt Nam người ta bảo à, người Việt Nam ở nước ngoài không có đùm bọc nhau, người Việt Nam ở nước ngoài thường hay gọi là sao nhỉ? Người Trung Quốc thì rất là đùm bọc nhau, còn người Việt Nam thì không có đùm bọc nhau và thường coi thường lẫn nhau, thì đó đối với bạn có lẽ là không đúng, đúng không? Hoàn cảnh của bạn có lẽ không phải. Mình thì không thấy vậy, tại vì mình cũng suy nghĩ là suy nghĩ tích cực, cũng chả ai cũng có mặt này mặt kia, quan trọng là mình cần gì thì mình phải nói và nói rõ, nói chân thành, và dĩ nhiên là cũng có những cái phản phản ứng sẽ không không đồng ý kiến với chúng ta, nhưng mà cũng không sao. Và mình nghĩ cứ quan mình thì không 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 nghĩ cái việc là không hỗ trợ, quan trọng nhất là thì dĩ nhiên là cũng nên chọn bạn, là chọn những người có cùng văn hóa và hành vi của mình và chơi với mình, thì mình thấy cộng đồng giúp đỡ nhau rất là tốt. Hoặc là giống như bản thân mình, nếu như có một cái người Việt nào qua thì mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ, là bởi vì mình rất là thấu hiểu cái hoàn cảnh khi mà mới qua, mình rất cần nhiều người giang tay để hỗ trợ mình trong thời gian ban đầu. mình Đúng mình vẫn nghĩ là quan trọng cách cách nhìn nhận và tư duy của mỗi người khác rồi, mình nhau. nhớ cái hồi mà chuyến đi của mình qua bên bạn vào hồi tháng 8 năm ngoái đó, thì tự nhiên bạn nhớ mình với bạn đang ngồi trong nhà, tự nhiên có người gõ cửa, là một cái em nào đó tự nhiên bảo là cho em gửi đồ.
Một em người Việt và em mới nghe được giọng của hai đứa mình nói chuyện với nhau, mà nhà bạn nó tầng một đúng không? Đúng không? Và em mới nghe được giọng người Việt, tức là em mới gõ cửa xem bảo chị ơi cho em gửi đồ ở đây. Đó thì mình cảm thấy cái đấy nó rất là dễ thương chứ, và À, sẵn sàng giúp đỡ nhau, tại vì bản thân chúng ta cũng gặp rất nhiều người Việt khác hỗ trợ. đúng rồi chính xác á. Nên thật ra khi ra nước ngoài thì tự nhiên cái cảm giác là có một người nói cái thứ tiếng của mình và họ chia sẻ cái suy nghĩ của mình tự nhiên rất rất là đáng quý ha. Và sau Đúng. đó khả năng mà kết bạn với những người này thật sự rất là cao hơn là môi trường ở Việt Nam khi bạn có 90 triệu người xung quanh bạn, nên cái nhu cầu đó Đúng như rồi. kia nó lại không nhiều đến như vậy. Rồi bây giờ mình có câu hỏi của bạn Cẩm nè, Cẩm Đoàn nè. Chị và các con có bị sốc văn hóa khi mới qua không chị? Em nghe nói châu Âu không được thân thiện lắm. À, cái này bạn bạn Rose nghĩ sao nè? Thực ra thì mình cũng không, mình thì bản thân gia đình mình thì không bị châu Âu không thân thiện. Mình lại thấy người Phần Lan họ rất là thân thiện. Mình thấy vẫn người Phần Lan thì được được mệnh danh giống như là người Nhật, tức là văn hóa Nhật ở châu Âu. Họ thì khá dè dặt, tức là họ không có cởi mở, họ không có quá gọi là aggressive, hùng hùng hồn và quá cởi mở như người Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên là họ họ dè dặt, họ từ tốn hơn. Ban đầu thì có thể kết nối với nhau hơi chậm, nhưng mà sau khi mà họ hiểu rồi thì mình lại thấy họ rất là nhiệt tình. Và thực sự mà nói là cái cảm nhận của mình là ở một cái xã hội mà phát triển và đời sống của họ khá cao, cho nên có vẻ họ không có chấp nhận và không có lừa phỉnh những cái nhỏ nhặt đấy. Mình lấy ví dụ như là bạn mình quên cái bóp ở siêu thị á, bóp tiền luôn để rơi trên đường và quay trở lại còn y nguyên. Và mình cũng thắc mắc thì mọi người ở Phần Lan là vậy đó, chả ai đụng đến bạn đâu. Hoặc là nhiều khi có một câu chuyện mình nghe mấy anh chị kể là có người rớt cái điện thoại iPhone đó, mà cái người nhặt được là người Phần Lan còn phải mất cả tuần liền để đi tìm cái người đã rớt và trả lại. Đó thì mình không nghĩ đấy là cái sự kỳ thị, nhưng mà tuy nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Mình cũng có nghe một số những cái câu chuyện của mấy anh chị người Việt nói là đi đi siêu thị hay là đi post thì là đi đi gửi thư, thì cũng gặp cái thái độ của một số người Phần hoặc là một số người định cư khác ở như người ta hay gọi là người Somali hay là người người gì đến đến Phần ở, khá phân biệt người châu Á từ cái cách họ nói năng, nhất là thô lỗ và họ không chào hỏi niềm nở. Thì mình cũng có nghe những câu chuyện đấy, nhưng mà thực ra nó chỉ là nghe thôi, chứ còn đối với mình thì những cái đấy nó không có quan trọng. Và nó lại quay trở lại là thực ra mình nghĩ là cuộc sống mình cứ nhìn mọi thứ tích cực và bản thân chúng ta tự tin mà không phân biệt thì mình cũng không có thấy những cái điều phân biệt đó. Mà mình lại nhìn thấy là người Phần Lan là rất thân thiện, nhiệt tình và họ 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 sống chính trực, họ sống thật. Thì mình lại đánh giá cao những cái văn hóa đó và mình cần những cái văn hóa đó cho con cái của mình để nó trở thành một cái người tốt ở trong tương lai đó. Thì mình nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ chứ mình cũng không không làm phức tạp hóa vấn đề, cho dù cái người ta không có chào mình thôi mình cũng chả nên quan tâm lắm, là bởi vì nó cũng không quan trọng. Mình tập trung vào những cái điều quan trọng. Đúng rồi, với lại thật ra để có thể người ta chào mình đầu tiên mình thì thay vì chờ người ta chào mình thì mình chào người ta trước, mình Đúng cứ rồi, thấy đúng người rồi ta đó. mình cũng xin chào thì tự nhiên người ta sẽ đáp lại thôi, chứ còn chờ người khác Đúng rồi, chào là mình cứ niềm nở với mọi mình. người thì mình cũng không có thấy cái việc gì mà họ không không thể quá thô lỗ với mình. Rồi. À, nhưng mà cũng có lẽ điều này ha, mình cũng chia sẻ với bạn, mình sống ở nước ngoài cũng ở châu Âu và vài nước rồi thì mình có rất là nhiều người bảo là người 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 Pháp và người Việt ở Pháp cũng bị kỳ thị, người Việt ở Anh cũng bị kỳ thị, người Việt ở Mỹ cũng bị kỳ thị, nhưng mà mình đi hết ba nước này rồi mình chẳng thấy ai kỳ thị mình hết, bảo là ủa sao vậy, mấy người kỳ thị đâu hết rồi. Mình không gặp người nào đó trong vòng mười mấy năm trời mình ra khỏi Việt Nam, mình không thấy cái sự kỳ thị đó, là bởi vì thật ra thì có lẽ là cái giống như kỳ thị theo dạng là nếu như không chào là bởi vì người ta không quen bạn thì người ta sẽ dè dặt khi tiếp cận với bạn, còn người Việt Nam thì lại bảo là à nếu như gặp nhau thì phải hùng phải phải niềm nở, phải cười, phải 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 gì đó, nhưng mà người nước ngoài thì họ lại không làm như vậy, thế là dẫn tới là mình lại suy nghĩ là người ta kỳ thị mình. Thật ra thì nhiều khi người ta đâu có rảnh đâu mà kỳ thị mình, người ta chỉ là không biết mình và họ muốn giữ khoảng cách thôi đúng Đúng rồi, không? đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Rồi mình có câu hỏi tiếp theo nè.
Vậy thì có một người mẹ chia sẻ với mình cái việc chăm sóc con cái, thì chị ấy lo lắng cho cái việc con đi du học. Hầu như cái này hầu hết các bà mẹ ngày xưa mẹ mình cho mình đi du học, mẹ cũng sợ là bởi vì con ở nhà con chẳng làm gì hết, con không động tay động chân về việc nhà, tại vì thời gian của con phải để dành việc học hết rồi mà. Rồi mẹ làm hết, người giúp việc làm hết, và mẹ sợ quá, mẹ đưa con đi qua một nước không có người thân, không có bạn bè, thì không biết con làm sao, con nấu ăn, con đi đâu, con có bị lạc hay không. Nói chung là sự bảo bọc của gia đình rất rất là nhiều ở bên Việt Nam. Nhưng mà còn bạn thì bạn thấy như thế nào? Nếu như mà bạn phải nói chuyện với một người mẹ muốn đưa con mình đi du học nhưng mà lại sợ, thì dựa vào cái kinh nghiệm của bạn với lại bé Na và bé Linh á, thì bạn nghĩ như thế nào và bạn sẽ khuyên họ như thế nào? Mình rất thấu hiểu cái tâm lý của người mẹ đó, bởi vì bản thân mình cũng có lo lắng như vậy, hoặc là mình đã là người con đi du học cách đây 20 năm và mình vẫn còn nhớ cái cảnh là mình phải đi ra Hà Nội phỏng vấn, và mẹ mình còn không dám cho mình đi một mình ra Hà Nội mà phải gửi với một cái người chị họ đang nhân tiện ra Hà Nội để đưa mình đi phỏng vấn. Mà mặc dù lúc đấy là mình, tại vì mình đi học cao học thì lúc đấy mình chắc phải 21, 22 tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ xa mẹ và cũng như chưa bao giờ đi máy bay một mình, và mẹ còn sợ là phải gửi như vậy. Rồi và mình thì cũng còn chả biết nấu cơm, không biết sử dụng máy giặt, đã thịt kho trứng cũng chưa biết làm. Đấy thì con nó có hai 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 câu chuyện. Thứ nhất là khi mà là người, và khi mà mình có con thì mình suy nghĩ trong đầu là mình không muốn cho con mình đi xa mình, cho nên chính vì vậy mình chọn cái phương án định cư là để đi cùng với con. Hoặc là trước đây mình còn suy nghĩ là ngay cả nếu mà con mình thích đi học ở những nước như là Mỹ, Canada gì đấy thì mình sẽ đi theo. Mình không dám bỏ con, mình nghĩ bạn bạn nhớ câu chuyện này đúng không? Đó. Thì Bảo là đấy con mà là học trường ở đâu thì bà sẽ mua một căn nhà ở đó đúng để rồi đó, một căn nhà đấy ở gần con rồi đó. Thì đấy là mình rất là sợ, và mình sợ xa con, mình không xa được con. Thì nhưng mà khi mà con mình, thứ nhất là một giải pháp là có thể đi định cư chung với con thì quá tốt, là con có thể phát triển từ những cái giai đoạn nhỏ. Còn cái giải pháp thứ hai nữa là mình nghĩ là cái gì nó cũng theo mình, bản thân mình cũng là người du học rồi á, thì chọn cho con một cái đất nước nào nó an toàn. Như mình không chọn những nước mà có súng đạn, mà mình chọn một cái nước an toàn như Phần Lan là bởi vì mình muốn cho con có một cái môi trường nó an toàn nhất có thể. Đó, và thứ hai nữa là thực ra các con mình khi mà ở một cái xã hội phát triển, và mình lấy ngay ví dụ như Phần Lan là bản thân mình đưa rất nhiều cháu của mình đi qua đây du học. Và mình thấy cái sự phát triển của các những đứa cháu khi mà được qua một cái môi trường tốt, và nó được học được từ những cái hành vi nhỏ nhất, từ cái đạo đức đơn giản nhất ở trong trường vào ngày đại học đầu tiên, gọi là ngày định hướng cho sinh viên, là người ta dạy là không phải tính chính trực, không được trốn vé khi đi tàu điện. Đó, đấy là một cái bài học rất cơ bản mà mình lại đánh giá rất là cao, là bởi vì ở đây một cái xã hội hiện đại chả ai soát vé cũng chả ai ai bán vé, mọi thứ đều mua qua app và bạn tự giác hết. Nhưng nếu như mà gặp phải một cái đoàn nào mà kiểm tra vé mà lúc đấy bạn không tự giác thì bạn sẽ bị phạt, tại vì một cái vé chỉ có 2 euro, mà nếu mà bị phạt thì bạn sẽ bị phạt 50 euro đó. Thì nhưng mà vấn đề cái hay là họ giáo dục hành vi cho sinh viên ở, và họ nhắc đi nhắc lại ở trong những cái buổi định hướng là không được làm như này, không được làm như kia. Và những cái đấy nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái uy tín, gọi là cái credit của một người công dân ở khi mà định cư tại Phần Lan. Đấy thì mình nói là với một cái xã hội mà người ta giáo dục một cái xã hội hiện đại, mọi thứ đều quy củ rõ ràng và người ta giáo dục những cái hành vi đúng cho trẻ như vậy thì không có lý do gì mà con mình không phát triển được. Do vậy nếu mới vai trò của một người mẹ đúng là lo lắng, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta cần phải tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ. Bởi vì chúng ta lo lắng là bởi vì chúng ta chưa có đủ thông tin hay là mù thông tin, không biết thì chúng ta mới lo. Còn khi mà chúng ta lo lắng rồi, khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ các chi tiết thông tin rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, và nên cho con cơ hội để có cái môi trường phát triển và ra thế giới. Bởi vì thực ra là như mình thấy là đi về Việt Nam thì rất là dễ, nhưng mà để có những cơ hội phát triển ở nước ngoài thì cũng phải nên nắm bắt. Thì cá nhân mình thì mình thấy như vậy.
Ừ, đúng rồi, mình cũng đồng ý với bạn là con nít ở bên nước ngoài thì mình cứ nhận xét là tại vì con nít ở Việt Nam á, thì ở trường là các bé được dạy là phải cảm ơn này, phải biết xin lỗi này, phải đi không được vứt rác ngoài đường này, nhưng mà về nhà thì là một là hoặc là bố mẹ, hai là bố mẹ học cộng ông bà là bố mẹ cộng ông bà cộng hàng xóm, bốn là bố mẹ cộng ông bà cộng hàng xóm cộng họ hàng, tất cả mọi người đều Đúng đều vứt rác ra đường, không xin lỗi rồi. và cũng không cảm ơn, thì làm sao mà ảnh hưởng của trường và sự giáo dục lại có thể chống lại được sự ảnh hưởng của cả ba bốn tầng thế hệ như vậy được, nên là bé thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà nắm được cái quy tắc cơ bản của cách ứng xử, trong khi ở châu Âu thì là ở trường cô dạy như thế nào thì ngoài xã hội mọi người xã hội hành xử y chang như vậy và về nhà bố mẹ cũng hành xử y chang như vậy luôn, do đó nên bé học ngay từ việc theo những cái ví dụ này thay vì là chỉ học lý thuyết suông thôi, thì mình rất là thích cái điều này, mà khi mà mình qua gặp và lên với lại Na mình cảm thấy các bé rất rất là trưởng thành và có ý kiến của mình đúng không, là không bao giờ là nghe lời mẹ mẹ nói sao răm rắp dạy giống như gà công nghiệp đâu, mà hoàn toàn có ý kiến của mình đúng không, Đúng là rồi. thích cái điều đó. Rồi cho mình hỏi có một câu hỏi của một bạn nhà thính giả nè, cho tôi hỏi các bộ máy nhà nước bên đó làm việc có nhanh nhẹn không, có cần đặt lịch hẹn trước không, cảm ơn chị. Ok rồi, rất là xúc. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Cảm ơn chị nào đã đặt câu hỏi. Thì cái đó nó lại quay trở lại vấn đề văn hóa, là ở đây mình nói từ câu chuyện con mình là bé Na 9 tuổi đi học. Cái việc đầu những cái ngày đầu tiên về dạy mẹ đầu tiên là follow the rules, là mọi thứ phải tuân thủ theo nguyên tắc, ngay cả mẹ đi qua đường mà mẹ phải đi, mẹ chờ xe điện mẹ phải đứng đúng cái chỗ vạch, không được quá cái vạch trắng quy định của người đứng, tức là những cái nhỏ nhỏ như vậy. Thì cái câu chuyện là cái đơn vị hành chánh và mọi thứ ở bên Phần Lan cũng chắc chắn là phải đặt hẹn, là bởi vì văn hóa ở đây là vậy, mọi thứ đấy là nó thể hiện cái kỹ năng planning và sắp xếp mọi thứ theo theo đúng kế hoạch và theo trật tự và theo quy trình. Do vậy thì ở đây mọi thứ đều chậm, chắc chắn rất chậm, nên bản thân chúng ta phải học cái cách là hoạch định thời gian, lên kế hoạch để sắp xếp mọi việc, chứ không phải là như Việt Nam là ô cứ muốn là có liền rồi chạy vắt chân lên cổ sắp xếp này sắp xếp kia để mà giải quyết vấn đề. Thì ở đây lối sống và văn hóa rất là khác, và bản thân mình bạn cũng biết là ở Việt Nam là mình bận tối mặt tối mũi từ 7 giờ sáng đến 8 9 giờ tối là chuyện thường, và thông thường về nhà để đưa con đón con đi học, và mình bây giờ mình nhìn mà qua đây giống như mình thay đổi cái cuộc sống, mình nghĩ là chắc là đến cái tuổi này rồi thì mình bắt đầu sống chậm hơn nhưng mà sống cuộc sống có chất lượng hơn, nhiều thời gian cho bản thân cho gia đình và đi làm những cái công việc mà nó không quá bị áp lực về thời gian, về về cứ giống như Việt Nam mình thấy giống như cứ chạy vô cái guồng máy thì mình cũng không hiểu tại sao mà suốt ngày mình bận như vậy. Còn ở đây nếu như mình biết là mình muốn gặp bên sở di trú là mình phải đặt hẹn trước 2 3 ngày, tức là mọi thứ nó tập cho mình cái thói quen là mọi thứ phải lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ theo hệ thống quy trình, thì cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề, xét về tính tiện lợi là chắc chắn không thể nào được như Việt Nam, nhưng bù lại là nó cũng đòi hỏi mình phải nâng cao hơn một cái kỹ năng tự quản lý bản thân mình, làm việc mọi thứ có kế hoạch hơn. Đã, thì mình cũng tập phải suy nghĩ tích cực và phù hợp với cái văn hóa bên này. Nhưng một cái điều mà mình thấy ngạc nhiên là sau ba năm nay năm thứ ba rồi thì mình hội nhập và mình bắt đầu quen với cái kiểu làm việc như vậy, khi mà mình hay về Việt Nam lắm, thường là nhiều khi 3 đến 6 tháng mình về một lần, thì mỗi lần về như vậy mình nhiều khi mình thấy hơi chóng mặt, hơi 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 mặt với cái tốc độ và kẹt xe rồi nhiều thứ ở Việt Nam. Thì mình đã phù hợp, mình hội nhập với văn hóa bên này. Rồi, đúng rồi. À, có một điều cái này cái Phần Lan nó cũng giống như các nước châu Âu, làm cái gì cũng phải có đặt hẹn, nhưng mà mình đảm bảo là cái thời gian mình gặp được người ta, nghĩa là người ta sẽ dành hoàn toàn thời gian cho mình và trả lời hết những câu hỏi của mình và giúp mình xử lý vấn đề của mình, chứ không phải là không đặt hẹn xong đó vô cái mình chờ nguyên một buổi sáng cái tới đúng cái lượt mình là thôi tới giờ ăn trưa rồi đóng cửa nha.
Sao Ờ đúng đúng, nghe bạn bạn nó nói đúng đấy, nhiều khi cứ vậy dạ mình cũng đang thấy, ban đầu mình thấy rất là bất ngờ, bởi ví dụ như là mình đi làm đặt hẹn để gặp một cái bên bên ngân hàng, mình chả luôn. hiểu tại sao cái em ngân hàng đấy em lại nhiệt tình quá mức là em ngồi với mình cả 45 phút để chỉ cho mình xài app rồi chỉ online banking, là bởi vì mình thì mù, mình đâu có biết mấy cái đó, nhưng mà mình bảo là sao người ta vẫn xếp hàng dài mà em vẫn cứ phải chỉ cho bằng được, đến khi nào mình biết làm và mình hài lòng mình, đến lúc nhiều khi mình năn nỉ là thôi em lo làm việc của em đi chị, thấy em nhiệt tình quá chị ngại lắm. Đấy thì bù lại là họ dành, bản thân họ thực sự là dành thời gian chất lượng để giải quyết mọi thứ đạt cái chất lượng cao nhất và làm cho mình hài lòng nhất. Đấy thì mình cũng nhìn cái mặt tích cực đấy để mình đánh giá cao. Đúng, mình thấy cái điểm bạn nói chính xác quá ở đây. Đó thì mình đã nói là mình còn cảm thấy ngại. Đúng rồi, mình sợ nhất là về Việt Nam nếu mà có chuyện gì cần phải làm giấy tờ đó, rất là lạ nha. Mình cứ đứng từ sáng mà mấy giờ tới, tôi cứ đứng mở cửa thì tới đi, ok, bảo là có thể đặt hẹn không, hoặc không tao cứ mở cửa là tới. Nếu cơ mở cửa là khoảng 7:30 mình tới, xong cái mình chờ cuối cùng chờ hoài không biết tới khi nào mới tới lượt mình. Có nghĩa là cái công tác hành chánh ở Việt Nam là bạn phải dành cả một ngày, bạn phải nghỉ việc Đúng, cả một ngày đúng để rồi, đi đúng rồi. cầu nguyện, đúng không? Trong khi ở châu Âu thì là đặt hẹn thì bạn chỉ cần nghỉ cái thời gian là ngay cái thời gian hẹn của bạn thôi, rồi sau đó bạn quay về cuộc sống bình thường của bạn lại. Thì đúng Đấy. là cái đó nó sẽ chậm đối với những người đã quen với tốc độ ở Việt Nam, nhưng nó sẽ lại rất là hữu ích và rất là không gây ra cảm giác bất tiện, tại vì Chính người xác. ta dành cho mình một khoảng thời gian chỉ dành cho mình mà thôi. Rồi, còn có bạn hỏi là nếu định cư ở Phần Lan thì em có thể bảo lãnh ba mẹ qua đó được không ạ? À, Phần Lan thì không có chế độ bảo lãnh ba mẹ như là ở Mỹ, chỉ là mình có thể bảo lãnh vợ chồng, hôn phu hôn thê và con cái thôi. À, ok. Rồi vậy thì nếu như trong trường hợp của bạn thì bố mẹ bạn còn ở Việt Nam, thì nếu như bạn muốn đưa bố mẹ bạn qua thì bạn sẽ phải làm gì? Như mình cũng muốn, mình đang tìm hiểu cho ba mẹ mình, thì mình thấy một số người bạn của mình sẽ làm một cái dạng là một cái hồ sơ riêng cho ba mẹ, và ba mẹ mình cũng dự định đi theo cái dạng đầu tư vào một cái nước nào đó ở ở chợ nước lân cận, hoặc là đó thì nếu mà tốt thì đầu tư ở Phần Lan, tùy vào trường hợp, thì tức là lúc đấy là phải làm hồ sơ riêng chứ không phải là dạng bảo lãnh. Nhưng mà bảo lãnh á, bạn cho mình hỏi đi, bảo lãnh mà thân nhân ở Mỹ thì phải chờ bao năm hả bạn? Hình như là 12 năm hay 15 năm gì đó, càng ngày càng lâu hơn. Trước đây hình như 8 đến 10 năm, mà bây giờ mình nghe như bạn mình vừa đi này là 13 năm là anh chị em bảo lãnh. Còn ba mẹ hình như nhanh hơn khoảng 5 năm, mình thì không biết chính xác. Oh, ok, rồi mình biết rồi. Mà bên châu Âu thì đúng là ngay cả bên Anh cũng không cho bảo lãnh bố mẹ. Có lần mình kể cho bạn đó, chị mình bảo là bây giờ có thể bảo lãnh bố mẹ được không, thì giờ 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 muốn bảo lãnh bố mẹ chỉ có nước chứng minh là bố mẹ còn một đứa con, rồi anh chị có sẵn sàng đổi tên đổi họ sống chui chúng nhủi để em chứng minh cho với chính quyền là em bố mẹ em chỉ còn có mình em không. Xong À, cái giống như là người người thân cuối cùng đúng không? Đấy là cái đúng trường hợp người thân cuối rồi. cùng. Đúng rồi, có thể là Bảo trong lãnh. bên Anh có thể bảo lãnh nếu như là người thân cuối cùng, nhưng mà cũng tùy trường hợp lắm, tại vì họ không có cái chế độ đó. Do đó nếu Đúng như rồi. thế thì cũng phải là trường hợp cực kỳ đặc biệt, chứ không phải là theo quy định của pháp luật. Do đó nên cái đó rất là thôi, chắc mình phải làm sao tìm cách đi đi về về ở Việt Nam, vậy 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở châu Âu. Bạn nghĩ đó có phải là cách sống mà bạn mong muốn không? Thực ra mình cũng đi về Việt Nam thường xuyên lắm, nhất là 3 tháng hè mà con mình nghỉ ấy, là mình toàn về Việt Nam, Noel Tết mình cũng về, thì thực bây giờ đi nó dễ dàng mà, nhất là có nhiều chuyến đi thẳng từ Phine về thẳng Sài Gòn hay Hà Nội đó, thì một phần mình không quá bị mình không bị stress khi mà mình mới qua, là bởi vì mình xem nhẹ nó, lúc nào mình nhớ nhà mình nhớ ba mẹ thì mình cũng quay về đó. Thì mình nghĩ là cái chuyện đi đi về về nó đơn giản, nó không phức tạp vấn đề gì. Có nhiều người thì sẽ cảm thấy mệt khi ngồi máy bay cả 12 tiếng, thì như là cũng lại quay trở lại cái việc suy nghĩ tích cực, mình và con mình thì rất là enjoy, tại vì thấy nó giống như những chuyến du lịch, mình cũng hay đi du lịch các cuối tuần, nhất là đi du lịch ở châu Âu thì rất là rẻ, cuối tuần là mình hay đưa con đi cruise rất giống như là tàu tàu lớn bự đi qua Latvia hoặc là Estonia, là những cái nước lân cận, ăn uống rồi chơi, rồi đi đi rồi rồi tối lại đi tàu về hoặc đi Thụy Điển, nhiều khi mình đi 2 ngày cuối tuần, 3 ngày cuối tuần,
Thì mình cũng đi hoài à, mình tại vì con mình cũng thích cho con những cái trải nghiệm thực tế, thì cho nên mình nghĩ là quan trọng là cách sống của mỗi người. Nếu như mình tìm cách để mà mình hội nhập và mình nhìn những cái mặt tích cực thì mình sẽ thấy mọi thứ nó tích cực. Ok, cũng đồng ý với bạn. Đúng rồi, một nơi nào đó thì nó cho mình một cái cơ hội mới để được thưởng thức những cái điều mới, được làm những cái điều mới, thì mình phải nên tận dụng cái điều đó. Nhưng mà đối với chúng ta là những người may mắn, bởi vì chúng ta còn có một quê hương khác mà chúng ta có thể về bất cứ lúc nào mà không cần phải vướng bận hoặc giấy tờ, đúng không? Chẳng hạn như nếu bạn muốn về Việt Nam sinh sống thì bạn hoàn toàn có thể về được mà Rồi, không đúng cần rồi. phải lo ngại. À rồi, vậy thì với cái cuộc sống của bạn như vậy thì sẽ có rất là nhiều người thắc mắc một câu hỏi như thế này: cái bạn làm cách nào có thể qua Phần Lan được vậy? À, mình thì mình làm theo diện là đầu tư đó, mình cũng được, mình làm theo công ty tư vấn họ hướng dẫn thôi, là mình đầu tư vô kinh doanh ở đây. Thì chi tiết làm như thế nào nó cũng khá phức, nó nhiều bước lắm. Thì mình nghĩ là có thể liên hệ những công ty tư vấn để tìm hiểu cái chương trình nào nó phù hợp nhất với gia đình của mình. Ok, vậy thì có nghĩa là cái con đường mà bạn đang đi á, là con đường có thể nhiều người cũng có thể đi giống bạn, có nghĩa là qua đầu tư ở Phần Lan. Phức tạp, ban đầu mình cũng thấy sợ lắm, tại vì nó cũng lạ mới á. Nhưng mà cứ tìm hiểu đầy đủ thông tin rồi, như mình nói là cứ làm từng bước, và thực ra cái gì cũng cần kiên nhẫn. Mình cũng như mình trước mình làm New Zealand cũng mình cũng làm không được, là bởi vì mình đi cái dạng lao động có trình độ skill gì đó, thì cuối cùng mình không chứng minh được cái bảo hiểm các thứ thì mình không đi được dạng đó, mình cũng bị từ chối. Nên chính vì vậy mình làm qua Phần Lan thì nhiều khi là cũng nản chứ, tại vì nhưng mà thôi cứ kiên nhẫn thôi, cứ quyết tâm là muốn cho con đi học và phát triển, học tập và phát triển ở những nước nước nhiều nước, thì cuối cùng thì sau làm 2-3 lần thì cũng được. Ok. Rồi, có nghĩa là bạn cái bài học mà rút ra từ kinh nghiệm thực tế của bạn là đừng có bỏ cuộc, đúng không? Nếu mình đã xác Đúng định được mục tiêu rồi, nên là là đi vì con thì đừng bỏ cuộc. và ngay cả khi mình qua đây cũng phải chờ, bên đây làm gì cũng chậm, chờ thẻ cũng lâu, rồi chờ bảo hiểm y tế, rồi cái gì cũng chờ, thì thôi cứ đấy coi như là cứ làm, cứ apply đó, khi nào có cũng được, mà mình cứ enjoy, mình cứ hưởng thụ cuộc sống, mình đi du lịch, mình đi đây đi đó, thì mình nhìn những cái mình thích thú cái thứ, thì mình thấy cuộc sống này nó rất là tốt đẹp. À ok. À đúng rồi. Vậy là mình quên hỏi thời tiết hôm nay ở bên đó như thế nào hả bạn? Bữa nay là âm, mình nghĩ chắc là -1 độ đó, mà bây giờ trời đang tối rồi, 4 giờ thì thường 4 giờ ở đây là buổi mùa đông thì 4 giờ là trời tối, còn mùa hè thì 10 giờ trời cũng chưa có tối. Đây mọi người có thể, không biết mọi người nhìn thấy không? Bạn có À. nhìn thấy À rồi rồi. không? Nhà bạn ở tầng mấy? Mình ở tầng 3. À ok. Cửa để cho À, mọi người đèn nói. lên hết rồi ha, tất cả các nhà của người khác đã lên đèn hết rồi. Nhà mình bên này mới có chưa tới 2 giờ mà cũng đã lên đèn hết rồi. Buổi tối. Ở đây nó hơi khác. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Chín giờ, Vậy thì chín giờ. bạn đang sống ở thành phố nào? Chúng là chúng ta giới thiệu một chút xíu cho quý vị của Trang biết đi. Mình đang sống ở thành phố nào và tại sao bạn lại chọn thành phố đó vậy? Mình đang sống ở ngay trung tâm Helsinki, là thành phố, là trung thủ đô của Phần Lan, mà mình lại ở ngay cái quận, cũng là một trong những quận trung tâm, là đi mình đi thì mình hay nói là đi bộ đi ăn phở là vậy á. Vì không sao mình chọn là tại vì đầu tiên mình sợ là bị lạc lõng, nên mình đi về những cái vùng mà xa xa thì mình sợ có ba mẹ con thôi đó. Mình thích cái cảnh là mình đi shopping, đi bộ, đi đâu đi bộ bằng phương tiện công cộng, nên qua đây mình chẳng cần phải phải có xe, mình chả lái xe, mình toàn đi các mua một cái thẻ 59 euro, thì tức là khoảng bao nhiêu tiền Việt ta, chắc khoảng 1,2 triệu hả. No, khoảng Mình có thể đi 7, 6, 7. Ừ. Triệu 6, triệu 7, mình đi toàn bộ tất cả các phương tiện công cộng ở Helsinki, và một số thành phố lân cận, Espoo, Vantaa, trong cái gọi là trong cái zone AB, từ xe điện, metro, bus, tàu thủy, tất cả các loại gì cứ trong zone AB là đi hết, không miễn phí, không giới hạn số lần và không giới hạn số ngày, tức là trong vòng 1 tháng. Thì đó, mình cứ mua một cái thẻ triệu, như bạn nói, 1,7 triệu hả, nó còn Chị rẻ hơn tiền xăng xe ở nhà ở Việt Nam.
Đó, mà mình đi khắp tất cả các nơi suốt ngày, ngày nào mình cũng đi. Tại vì do mình cũng học một cái chị bạn mà ở bên này đó, nói là cái gì cứ cho dù trời tuyết, trời lạnh hay trời mưa thì cứ một ngày phải đi ra ngoài đường 2 tiếng để cho con cái, tại vì ở đây công viên suốt đi đi công viên liên tục để con cái nó đi ra outdoor. Và con các con học ở trường cũng vậy, cho dù trời lạnh trời tuyết thì cứ luôn luôn cứ phải ở trong nhà 2 tiếng là phải đi ra ngoài 2 tiếng. Thì mình cũng làm như trang cái bài đấy để cho con nó dễ hội nhập đó. Thì và mình có cái cuối tuần là đi suốt rồi đi tất cả các nơi, mọi ngóc ngách ở thành phố là mình đều đi hết, là để cho thứ nhất là bản thân chúng ta quen. Giống như là cái tâm lý khi mà giống mình ở Việt Nam mình cứ đi hoài mọi chỗ là mình thuộc đường, mình cảm thấy nó thân thuộc thì mình không còn thấy nó xa lạ nữa. Thì mọi ngóc ngách rồi tất cả các đồ Việt hay là đồ Ý, đồ sushi thứ ở đây là mình cho con ăn hết tất cả các loại thử rồi. Đúng rồi, và mình nhớ qua bên đó bạn dắt mình đi ăn phở nè, bạn dắt mình bạn mua sầu riêng nè, bạn mua chân gà Đúng nè. rồi. Đó đó. Đấy, bạn thấy không, có nghĩa là sao mà ở ngay trung tâm Helsinki, cho nên đó mình đi chợ Á, chợ Thái, chợ Việt, rồi chợ Hàn Quốc, chợ Nhật Bản, Việt Nam, rất là tiện, là đi và đi tram 10 phút, 5 phút, 10 phút là tới, mua đủ thứ ở Helsinki, muốn ăn sầu riêng cũng có, ăn chè Thái cũng có, cái gì cũng có hết. Đúng rồi, đúng rồi. À, cho mình hỏi nào, có một số khách hàng và đồng thời họ hàng và bạn bè của mình á, sợ là khi mà con nước ngoài á, cái khí hậu lạnh nó con sẽ bị suyễn, con sẽ bị vấn đề về hô hấp. Thì bạn nhận thấy là sức khỏe của bé Na với lại bé Linh á, so với lúc mà các bé đang ở Việt Nam thì nó như thế nào? Đây cũng là một cái câu hỏi mình cũng rất lo khi mà mình ở Việt Nam, là bởi vì ở Việt Nam là con nó hay bị viêm họng sổ mũi mà mình thích bị hoài à, không hiểu tại sao, nhưng mà khi qua đây thì chả bị gì hết. Mình suốt ngày mình mang quá trời thuốc, rồi ngay cả là đau bụng các thứ ở ở nhà là mình chuyên gia bị đau bụng, mình cứ đi ra ăn hàng cái là mình đau bụng, suốt ngày bị ngộ độc thực phẩm, hầu như là nhiều khi 2 3 tháng lại bị ngộ độc thực phẩm. Qua đây mang thuốc đau bụng rồi trà gừng các thứ chả bao giờ uống, tại vì không mang cả thuốc tẩy giun không bao giờ xài, là bởi vì thực phẩm sạch, không khí cũng sạch, giống như là uống sạch, thở sạch, hít thở sạch, nên thứ nhất là không còn con mình bị dưỡng mũi, cũng bị suyễn, một dạng bị suyễn đó. Thì ở nhà Việt Nam bác sĩ nói là bẩm sinh, cho nên suốt ngày là phải cho con cái bình xịt, chứ không là con không thở được và con rất là khó chịu. Nhưng qua đây thì hết sạch luôn, mình cũng chả hiểu tại sao, cũng không cần phải. Và ở đây thì y tế cũng khám thường xuyên, ví dụ như răng rồi các thứ là trẻ con là tự động khám, gọi là y tế phường đó. Mình gọi cái chữ y tế phường nhưng mà thực ra ra là ở đây nó rất là đầy đủ và trang thiết bị đầy đủ hết. Ừ, thì đi khám thường xuyên thì con mình chẳng bị sao hết. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình cũng thấy là mỗi khi mình về Việt Nam là mình bắt đầu là đau bụng, ăn gì cũng bắt đầu đau bụng. Rồi sau về bắt đầu khó thở là bởi vì ô nhiễm ở nhà và khí hậu nóng quá nó cũng gây ra khó thở. Nhưng mà qua bên này lại thì lại hết. Thì đúng là nếu như bạn so sánh, tại vì con bạn mới qua bên châu Âu có mấy năm thì chắc chắn là bé sẽ có sự thay đổi rất là đáng kể từ 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 mà sống ở Việt Nam cho đến lúc và sống ở châu Âu. Để cảm ơn bạn. Nào có một bạn hỏi là bạn Tamin Nguyễn hỏi là Phần Lan có chi phí mắc nhất châu Âu đúng không ạ? À? Ừ, Bạn đây tin cũng rằng là chính xác, đó là cái mà mình cũng lo lắng. Không không không, mình không nghĩ là mắc nhất châu Âu, nhưng mình đi Thụy Điển, Na Uy là mắc hơn, Thụy Sĩ cũng mắc hơn. Không không phải mắc nhất châu Âu, nó sẽ mắc hơn một số nước khác, nhưng mà tuy nhiên cái kinh nghiệm của mình là mình thực ra mình sống ở Phần Lan mình còn xài ít tiền hơn ở Việt Nam, là bởi vì qua đây hả, thì bạn đừng có đi ăn hàng suốt ngày, nhưng mình cũng có đi ăn hàng mà thường đi vào cuối tuần thôi, hoặc là mình hay ăn buổi trưa, buffet trưa ở đây thì lại giá rất là rẻ bằng một nửa so với buổi tối, là bởi vì do Phần Lan chính sách là đảm bảo cho tất cả những người lao động phải được ăn thật ngon, cho nên luôn luôn giá buổi trưa là giảm một nửa so với giá buổi tối. Thường là mình ít ăn tối là mình hay ăn trưa. Và thứ hai nữa là mình tự nấu ăn thì thực phẩm ở đây nhiều thứ còn rẻ hơn ở Việt Nam. Như nhà mình thì lại hợp bơ sữa, cho nên sữa rẻ hơn, bơ, phô mai các thứ, ngay cả gà cũng rẻ hơn, hoặc là cá hồi. Đó thì nếu như mà mình biết sống, mình mua về mình tự nấu thì mình thấy nó cũng y chang như ở Sài Gòn.
Nhưng mà như mình ít tiền xài hơn ở Việt Nam là vì mình tiết kiệm được những tiền nhân công như là mình tự làm, rồi cũng không có tài xế, không có xe hơi, rồi tiền xăng. Và đặc biệt ở Việt Nam là trưa nào cũng đi ăn nhà hàng, là bởi vì do business lunch mình làm việc đó. Trong công việc thì thường hay tiếp khách vào buổi trưa. Thì mình thấy những nhà hàng ở Việt Nam cái chi phí nó cũng rất là cao, nó không 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 phải quá 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 ở như đây. Như ở đây mình nhớ là mình dẫn bạn đi ăn buffet sushi đúng không, mà buffet sushi là 12 euro. 12 euro là mình Khoảng biết bao nhiêu 350, khoảng 350.000. 350 ngàn tiền Việt nhân cho 20 hai 350 ngàn tiền Việt mà ăn buffet sushi mà ăn thoải mái, bạn thấy không? Ăn đến mức mà đấy, nhưng mà đấy là giá người lớn, trẻ em thì còn nửa giá. Thì mình thấy là ăn, còn nếu như mình ăn một tô phở thì dĩ nhiên là cũng hơi mắc, là một tô phở trung bình khoảng 10 đồng. 10 đồng thì chắc là cũng mắc nhiều, nhưng mà thực ra mình ăn phở Việt Nam thì mình cũng phải Đâu có mắc đâu, no mà 10 đồng thì cũng khoảng là 290 ngàn tiền tiền Việt Nam thôi, nhưng mà nó lại no, tại vì cái thu nhập của bên đó thì là bao nhiêu. đúng rồi đúng rồi. Bạn cũng nói một câu hay, mình hiểu, tại vì cái thu nhập ở đây ít nhất mình đi làm nhà hàng đi một một giờ cũng được 10 đồng. Thì nhưng mà Việt Nam làm, ví dụ như nhà hàng ở Việt Nam chắc là cũng không chắc, ví dụ như làm mình, như mình nghe nói mấy sinh viên đi làm ở Việt Nam thì cũng được mấy chục ngàn, à tức là khoảng giả dụ như 30 ngàn đi, 30 ngàn nó không biết bao nhiêu đồng, 30 ngàn tiền Việt là khoảng 2 đồng. Một euro đó Còn hai còn bên này là sinh viên đi làm 1 giờ được 10 đồng, cho nên một em sinh viên mà đi làm gọi là cuối tuần thôi á, mà 25 giờ một tuần thôi, thì một tháng em cũng kiếm được 800 euro. 800 euro xử so, và 800 euro là một mình em sống đủ thừa sức để còn trả được cả tiền học. Thì dĩ nhiên là quay trở lại câu trả lời là đúng, Phần Lan không phải là nước có giá cả đắt đỏ nhất châu Âu, bởi vì những nước khác đắt đỏ hơn như là Na Uy, Thụy Sĩ. Phần Lan khá đắt nhưng mà bù lại là cái thu nhập cao, cho nên nó tương xứng. Và thứ hai nữa là quan trọng cái cách sống của mình, nếu như mình không quá tiêu xài, mình thì cũng chả đi bar, chả đi nhảy, mình không tốn nhiều những cái tiền đấy, và mình cũng không tốn tiền mua hàng hiệu, bởi vì ở đây thực sự mà nói là mình cũng hay có đồ giảm giá đó. Dĩ nhiên mà ở đây được cái là cái chất lượng hàng hiệu nhưng mà lại giảm giá, như là mình mua một cái áo cho ông xã mình mà giảm 70% hàng hiệu, mà mặc rất là ấm, mà 70% giảm ra thì cuối cùng còn khoảng bao nhiêu, 50 euro. 50 euro mà mình cái áo đấy ở Việt Nam chắc phải mua, mình nghĩ không dưới 300 euro đó. Thì đó là đó, chốt lại là cuộc sống là gì, nên tự nấu ăn, cũng và nên ăn ăn vào buổi trưa để mà mình được những cái giá ưu đãi ăn buffet đó. Rồi mua sắm thì chọn vào những cái dịp hay có giảm giá để mua. Đó, thì nếu như bạn không đi chơi quá nhiều, ăn sắm nhiều. Rồi còn một cái điều tuyệt vời nữa ở châu Âu là đi du lịch cực kỳ rẻ. Như mình hay kể là cuối tuần mình đưa cho các con mình hay đi đi tàu cruise với mình nhé. Thì bạn có thể tưởng tượng không, ba mẹ con đi Thụy Điển 2 đêm 3 ngày mà mỗi người mình trả là tổng cộng là mình dĩ nhiên là mình được một vé, mình mua được cái vé mà giống trong đợt khuyến mãi ấy, thì tính ra là 10 euro một người là bao nhiêu, ba mẹ con là 30 euro mà có một Là phòng khoảng đúng 600 900.000, 900.000. 900 ngàn 2 đêm 3 ngày có một phòng riêng 4 người, và đi trên tàu 5 sao đó. Dĩ nhiên là ăn từ bỏ là, nhưng mà thực ra tiền vé đấy mình thấy quá rẻ luôn, và qua tiền phòng cũng quá rẻ, nhưng mà thực mà giống mà cái vé đấy người ta bán hoài, à chỉ cần chịu khó canh thôi. Hoặc là nếu như không mua, đó là đi Thụy Điển, còn nếu như mình đi Estonia thì mỗi một lần mua vé thì mình nhớ nghĩ cũng khoảng là một người cũng chỉ khoảng 10 euro mua vé 2 chiều á, Đúng về rồi, đi đúng rồi. Lần trước giờ mình mua vào mùa hè thì là 19 euro một người. Và mình nhớ là mình đi qua đó và bạn bảo là đây là cái chuyến đi lần thứ 5 của bạn. Chứ không À, phải, tại vì ai qua bạn cũng dắt đi qua bên đó. thì đó quá, nhà mình đi nhiều lắm, lúc mà con mình nhiều khi bảo thôi mẹ ơi, con đi nhiều quá rồi, hay là tuần này cho con ở nhà, nhiều khi đi
Tiện đó thì đấy, đấy là cái du lịch thực tế. Còn nếu mà rảnh một số khi mà mình ông xã mình hay qua đó, ông xã mình thì cứ giống như đi về Việt Nam công tác nhưng mà qua thường xuyên thì thuê xe lái đi khắp các nước Slovakia rồi tiệp khắp, cứ đi lang thang cả gia đình như vậy. Thực ra mình thấy chi phí cực kỳ là rẻ, còn rẻ hơn là mình đi Hà Nội hay Hải Phòng ở Việt Nam nữa. Mình thấy mỗi lần mà mình đi Hà Nội chi phí nó, Sapa cái thứ chi phí đâu có rẻ đâu, mà trong khi đấy đi châu Âu còn rẻ hơn. Đúng là một kinh nghiệm rất là thú vị của một người đang enjoy cái cuộc sống ở châu Âu. Rồi có một câu hỏi nè về tiếng nè của bạn Hiếu Phương, gia đình chị có đang học tiếng Phần không? Em dự định định cư Phần Lan diện làm việc như livestream trước đây giới thiệu, cũng có tìm kiếm một số trung tâm dạy tiếng Phần ở thành phố Hồ Chí Minh mà không có. Bạn có học tiếng Phần không? Bạn qua đó được gần 3 năm rồi, bạn có biết tiếng Phần chưa? Mình học chứ. Nếu như mà cần tiếng Phần thì có một số đơn vị ở Việt Nam mình nhớ là có dạy, hoặc là có dạy online, có dạy trực tiếp, thì bạn nên tìm kỹ lại đi, có một hai đơn vị thôi. Còn qua đây thì mình đi học tiếng Phần ở gọi là Familia, tức là nó giống như là cái hiệp hội hỗ trợ những cái gia đình mới nhập cư, và mình học chẳng biết sao mà rẻ lắm, 20 euro một năm. Một tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng rưỡi, nhưng mà họ sẽ có khóa, như mỗi một khóa nó 3 tháng khóa basic rồi cứ nhân nâng lên, thì mình đi học tiếng Phần như vậy. Nhưng mà ban đầu thực ra ngôn ngữ cũng là một cái mà mình cũng lo lắng, nhưng mà tuy nhiên là mình ở Helsinki cho nên 90% ở đây người ta dùng tiếng Anh, nên việc giao tiếp là hoàn toàn không có vấn đề gì. Và hơn nữa là tiếng Phần mình có dùng Google App, Google Translate ban đầu, và chỉ xong 6 tháng thôi là mình sẽ thuộc hết tất cả những từ trong siêu thị, từ gì cũng thuộc hết, tại vì đi mua đồ là giết hồi thuộc. Tức là ban đầu thì mình nghĩ là học một ngôn ngữ khác ở cái tuổi này mình sợ lắm, trời ơi mình nghĩ là giờ mình có đi học nổi đâu, mình gần 50 rồi. Nhưng mà ta sống ở thực tế một cái nước thì và mình nhìn cái ngôn ngữ đấy hàng ngày thì mình lại thấy cái chuyện đấy nó quá đơn giản, nó không có quá phức tạp. Và hơn nữa là học ngoại ngôn ngữ ở nước ngoài nó không giống như chúng ta học tiếng Anh ở Việt Nam, như là mình học tiếng Anh ở Việt Nam hai mươi mấy năm mà rất khá vất vả. Mình nghĩ mình phải dùng từ vất vả, nhưng mà sau qua đây thấy 6 tháng là tại vì ở cái tuổi này rồi thì chúng ta không cần phải học văn phạm rồi học quá nhiều, mà chúng ta Rồi, chỉ đúng giao rồi. tiếp và giao tiếp ngắn gọn cơ bản, thì trong vòng 6 đến 8 tháng mà mình tập trung là có thể nói được, và mình thấy chuyện đấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà một cái điều ngạc nhiên hơn nữa mà ngay từ đầu mình cứ không hiểu tại sao mà cái xứ sở này mình ta có thể giỏi như vậy, hàng xóm láng giềng bên cạnh nhà mình dù già trẻ trai gái gì mình cứ thấy ai cũng biết ba bốn thứ tiếng tiếng Phần, tiếng Thụy, tiếng Anh thì dĩ nhiên ai cũng nói được rồi, tiếng Anh, tiếng Phần, rồi tiếng Thụy Điển, rồi thêm tiếng Tây Ban Nha, rồi ngoại ngữ. Thì sau khi mà mình đi vô trường của con mình rồi thì mình mới hiểu được, à đấy là chuyện bình thường, là do cái quan niệm của người Việt mình sợ học ngoại ngữ, mình nghe đến chữ ngoại ngữ bản thân mình còn thấy ớn, nhưng mà ở đây người ta cũng coi chuyện đấy chuyện bình thường. Là khi mà thầy, mình vẫn còn nhớ là mình gửi con vô thì thầy hiệu trưởng còn dặn kỹ mình là thầy hiểu cái tâm lý của các bà mẹ châu Á là sẽ rất lo lắng về vấn đề học có ngôn ngữ của con cái. Tuy nhiên thầy giải thích là việc đầu tiên là phải cho con học vững tiếng mẹ đẻ, cho nên thầy đăng ký cho mình để dẫn con đi học tiếng Việt. Bạn thấy chuyện không tưởng không? Người Việt bằng học trường Phần, mà trường đấy là trường 100 năm, gọi là public, gọi là trường công của Phần, mà người ta còn quan tâm đến vấn đề học tiếng Việt của con mình, là bởi vì ở đây được như vậy, được học ngôn ngữ địa phương. Nhưng mà dĩ nhiên học tiếng Việt vào ở một trường khác là tập trung là cô người Việt dạy, và dạy cho những người nào là muốn muốn học tiếng Việt. Thì và thầy chỉ thầy đăng ký cho mình là một tuần là mình đưa cho con đi học một buổi tiếng Việt, rồi thầy nói là tiếng Phần và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính ở trong trường bé sẽ được học. Ngoài ra lên lớp 6 thì bé được sẽ đọc tên tiếng Thụy. Vậy thì bạn tính 4 ngôn ngữ. Và đến lớp 7 thì bé sẽ được chọn thêm một ngoại ngữ nữa là Tây Ban Nha hoặc là tiếng Tàu, tức ngoại ngữ nào mà bé muốn. Vậy thì một bé sẽ được học 5 tiếng. Thực sự là mình cứ há hốc miệng ra, mình hỏi trời ơi nó có bị loạn ngôn ngữ không thầy, mình nói vậy. Xong thầy bảo không, đừng có lo, thầy rất hiểu cái tâm lý của người mẹ nào nhập mới nhập cư cũng hỏi con có bị loạn ngôn ngữ không. Nhưng mà không phải, thứ nhất là thầy bảo là thầy khuyên là cứ học vững tiếng Việt đi, bởi vì khi vững một ngôn ngữ rồi thì việc học thêm những cái ngoại ngữ khác nó sẽ rất là đơn giản. Và mình cũng bắt đầu thấy trải nghiệm thật, bây giờ con mình có thể nói tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Phần cơ, một cách nhuần nhuyễn cả ba, không phải nhuần nhuyễn mà bắt đầu mà bập bẹ tiếng Phần.
Mà mặc dù con gái mình đi qua đây học từ hồi mẫu giáo đến giờ, và nó không biết, nó không hề biết chữ tiếng Việt, cũng biết chữ tiếng Anh, cũng biết chữ tiếng Phần, cũng biết chữ, nhưng mà cái gì nó cũng nói rõ rõ. Thì mình nhìn thấy minh chứng của một đứa con, đứa nhỏ mình mà mình sợ nhất là ngôn ngữ mà nó đã làm được, thì nó làm cho mình hoàn toàn tự tin. Và thầy giáo cũng nói đó là cái bậc phổ thông ở Phần Lan không thi cử gì nhiều, cũng không kiểm tra để tạo cho con sự tự tin và yêu thích, để con biến trường học là sân chơi. Thì đấy là cái niềm hạnh phúc của mình khi mà mình thấy là bạn không tưởng tượng ở Việt Nam con mình mà đi học mỗi lần nó cứ khóc thét lên, nhưng mà Tại qua đây là sao? Tại không bao giờ sao lại muốn, khóc thì sợ đi học. thét Nhà mình có cái sợ đi học, còn ở đây thì đón sớm, kiểu nói mẹ con mẹ phải đón con 4 giờ, con muốn ở lại trường chơi đó, suốt ngày cứ thích đi học vậy, là bởi vì đi học sướng quá, có tại vì chỉ ngữ thể chất và toán suốt ngày, thể thao thể dục rồi thể chất, là bởi vì mọi người nói là ở cái tầm tuổi này chỉ học hành vi thể chất ngôn ngữ, tại vì ngôn ngữ nó sẽ kích thích sáng tạo và trí óc phát triển của một đứa trẻ. Thì đó, thì mình cứ thả con vô trường, mình cũng chẳng cần cho con học trường quốc tế hay là trường gì hết, mình cho con học đúng ngay trường địa phương gần nhà. Nhưng mà dĩ nhiên là mình chọn một cái, tại cái khu mình ở nó giống như dạng quận nhất, cho nên cái trường cũng là một trường trường Phần và hơn 100 tuổi, là khu của người Phần. Thì mình thấy là cái môi trường và cái giáo dục ở đó rất tốt, mà mình rất hài lòng, cô giáo cũng cũng rất tận tâm. Ok. Vậy mình hiểu rồi, tại vì á, chắc có lẽ những người bạn mà hồi nãy bạn có đề cập á, là những người bạn mà bị kỳ thị á, là chắc là bởi vì cái khu họ ở nó lại không 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 được tốt như là cái khu bạn ở, đúng không? Có bao giờ là lý do như vậy Nhưng không? là một phần cũng có thể, tại vì ở đây đúng là ở Phần là giáo dục đồng bộ hết, là trường cũng trường nào cũng một cái hình thức giáo dục và chất lượng ngang nhau, nhưng mà tuy nhiên là cái khu vực địa phương nó có thể, mình nghĩ là có thể ảnh hưởng, là nếu như bạn chọn ở khu vực mà nhiều người nhập cư, ví dụ như là người người Somali, hay là người, thực ra mình chả biết người Somali là gì mà cứ nghe bạn mình nói người Somali, rồi người các nước Trung Đông hoặc là các thứ, thì họ có cái văn hóa hơi khác, hoặc là họ cũng hơi gọi là aggressive hơn là người người Phần Lan thuần túy. Thì chắc là cũng có thể, cũng khá lộn xộn, là nhiều khi mấy đứa trẻ nó hiếu động quá, nó ánh lộ các thứ đấy, thì đấy là những cái khu vực của người nhập cư, đó. Thì nhưng mà tuy nhiên mình thì cũng không, mình chưa biết cái khu đấy đâu, là bởi vì do khi mà mình tới thì mình gặp cái chị ở Việt Nam, chị đã ở khu này rồi, thì mình cũng ở luôn cái khu đó, thì mình lại thấy rất là hài lòng, là bởi vì toàn là người người bản xứ và người ta rất là nhẹ nhàng, niềm nở và rất là văn minh. Thì mình không gặp cái trường hợp như chị bạn của mình. Đúng rồi. À, sẵn đây cũng chia sẻ, tại vì á, mình biết là ở bên Việt Nam á, người ta thường sợ là bị kỳ thị, thì một trong những lý do tại sao mà mình có thể bị kỳ thị là bởi vì mình rơi vào ngay một cái khu rất là nhiều người nhập cư, và một khi mình ở trong khu đó thì những người phương nhìn mình với một con mắt khác. Thì có một số điểm cần nhớ, chẳng hạn như ở bên Mỹ á, thì người nhập cư đa phần là người Hoa, người Việt, người Mexico, đúng không? Còn bên Anh á, thì người nhập cư mà thường do cộng đồng dân địa phương mà thường thiếu thiện cảm đó là người Ấn Độ hoặc là Pakistan. Còn bên Pháp á, thì người nhập cư mà thiếu thiện cảm là người người Pháp họ dùng cái từ từ rệp các bạn, là người Tunisia và Morocco. Còn bây giờ mình mới biết thêm ở Phần Lan của bạn thì là do người Somali. Somali là một đất nước ở, ở châu Phi nha. Và đó, người Somali là đen, người da đen chính chính gốc đó, và cái cách sinh hoạt của họ thì cũng sẽ giống như là các nước đang phát triển hoặc là chậm phát triển ấy, nó sẽ thiếu cái phần cảm ơn, xin lỗi, sống khép kín và tôn trọng hàng xóm, giống như là những người châu Âu cổ kính ha. Và đó, nếu như mình rơi vô trong một cái khu như vậy thì có thể là khả năng mình bị kỳ thị nó cũng sẽ tăng hơn một chút xíu so với mình ở trong cái khu là người bản xứ thôi. Ok, Được. rồi có một câu hỏi nữa, chắc là mình câu hỏi cuối cùng cho bạn Phương Nguyên nè. Đồ ăn ở Phần Lan có dễ không vậy chị? Có dễ ăn không vậy chị? Mình thực ra là 80% hay 60% mình ăn đồ Việt. Mình vẫn, tại vì mình ở ngay trung tâm nên mình mua đồ Việt rất là mình toàn đi chợ Việt không ạ? Không, hàng ngày thì mình đi chợ, tại vì mình ở ngay đối diện siêu thị, và siêu thị thì cũng bán đồ Á luôn.
Ở siêu thị Phần Lan là đều vậy, một số cái chuỗi lớn như là Alepa hay SK là nó sẽ có khu vực đồ Á, tại vì ở Phần Lan, ở Helsinki nó rất là quốc tế, rất nhiều nước, cho nên đồ ăn tự như mình đi cũng đối diện qua đường mình có thể mua sushi. Dưới nhà mình ở đây là nó có nhà hàng Thái, hoặc là mình đi siêu thị thì có gạo này rồi cá hồi mà mình ăn vẫn ăn theo kiểu Việt Nam. Còn đồ ăn truyền thống của người người Phần Lan hả? Thì người họ cũng ăn khoai tây, pizza giống như là người Mỹ và các nước khác đó. Thì lâu lâu thì mình mới ăn thôi, hoặc là khi nào mình đi làm, hoặc mình đi đi làm mà mình ăn trưa với cả các đồng nghiệp ấy, thì mình cũng ăn đồ của Phần Lan, nhưng mà mình cũng thấy dễ ăn lắm, mình thích, mình thuộc loại thích thích ăn đồ Phần Lan, tại vì họ ở Phần Lan là họ cũng quan trọng ăn uống về về healthy ẩm thực, tức là mọi thứ tươi, và bởi vì người Phần đẹp lắm, mình thấy so với người Mỹ hoặc người Anh, ngay cả so với người Anh đi, mình thấy tỷ Đúng lệ béo phì của người Mỹ và người Anh rất cao, trong khi rồi. đấy người Phần là mình thấy cực kỳ thon gọn, trời ơi con gái và con trai đều rất là đẹp. Mình cũng không hiểu tại sao, mình không biết là tại vì chắc là ở Phần Lan người ta đi bộ nhiều, hay là, nhưng mà một phần mình nghĩ do thực phẩm ở đây mọi người không ăn theo kiểu fast food quá nhiều như là ở ở ở Mỹ và Anh, mà họ lại ăn đồ, họ có vẻ ý thức về đồ healthy nhiều hơn, đồ bổ bổ đồ thực dưỡng nhiều hơn. Tại vì cái gen của họ nữa đó bạn, người các nước Bắc Âu thuộc về gen Vikings là cao, tóc vàng và rất là cao, chân thon, và ngực lớn. còn người người Anh đó thì là thuộc chủng tộc Anglo-Saxon, là người đậm thấp, tròn đó, thì nó là một gen. Thế là bây giờ mình hiểu đúng rồi, tại vì mình thấy giống như, hoặc là như, như ông xã mình hay nói là chắc bởi vì họ có gen của người Mediterranean hả bạn, ở Địa Trung Hải hả, cho nên họ họ rất là đẹp, họ cao, họ ốm. Mình cũng thắc mắc hoài là sao không thấy béo phì đâu mà người nào cũng đẹp, giống như mình đi họp phụ huynh á, trời ơi mấy cái chị chẳng biết chị hay là kém tuổi mình, cũng lớn lớn tuổi rồi nhưng mà đẹp lắm, Đúng rồi, đúng rồi. Với lại là thon nhiều khi gọn. người ta đi bộ nhiều nữa đúng không? Người ta đi Mình bộ nghĩ do nhiều đi và bộ nhiều, chắc ai xong. bạn đi Phần Lan đó, bạn qua Phần Lan bạn đi bộ mà về bạn mặc không vừa quần đúng không? Đó, mình cũng nghĩ là đi bộ Mười mấy nhiều. ngàn, gần 20.000 bước một một ngày luôn đó, là đi bộ thôi. Là bình Đúng thường. rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, với lại là có vẻ người Phần Lan họ, cái cuộc sống của họ nó rất là nhàn tản và không có bị stress, nên họ Chính không có xác, cần chính xác. phải comfort eating, có nghĩa là họ không phải ăn để mà giảm stress, giống như người Anh hay là người Mỹ, đúng Đúng đúng, không? đấy là một nguyên nhân. Tại vì bạn không thể tưởng tượng được ở đây tháng 7, tháng 8 một nửa công ty được nghỉ chỉ bởi vì đi nghỉ hè với gia đình. Tức là cho dù bạn làm ngành gì, không phải là ngành giáo dục như ở Việt Nam thì được nghỉ hè là khỏi nói rồi đúng không? Bạn làm nghề gì cũng được, cứ tháng 7, tháng 8 là được nghỉ 2 tuần là chỉ để đi du lịch. Nó sướng vậy, mình chẳng hiểu tại sao mà suốt ngày ta được nghỉ. Vì chế độ của người ta tốt, xã hội người ta quan tâm đấy, tới người dân Cuộc và sống khuyến gia khích đình. người dân, đúng rồi, khuyến khích người dân dành thời gian cho gia đình để xây dựng những người công dân hạnh phúc. Thì chẳng phải đó là lý do tại sao Phần Lan lại là 3 năm đầu liên tục đều là những người hạnh phúc nhất thế giới Chắc không có thể. đó. Đúng rồi. Thì đó, như là bạn đã chọn đúng một cái đất nước để mà nhảy vô và trở thành ăn ké và trở thành hạnh phúc rồi, đúng không? Đúng. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay mình chia sẻ những cái mà bạn chia sẻ với mình đó, thực ra là mình đã nghe, ngày nào mình muốn nói chuyện với nhau mà mình đã nghe hết rồi, mà ngày hôm nay mình hy vọng là các bạn khán giả của Trang Định Cư Phần Lan nghe được về những điều này, và sau đó có một cái góc nhìn khác về cuộc sống ở Phần Lan. Thì mình tóm lại là cái chia sẻ của bạn là cuộc sống Phần Lan thực ra nó không lạnh như mình nghĩ, không mắc như mình nghĩ. Đúng. Đúng không? Và nó không khó như mình nghĩ. Không khó như mình nghĩ, đúng không? Và nếu như ở đâu cũng vậy, nếu chúng ta có một cái góc nhìn hết sức là positive và nhìn thấy mọi thứ tích cực, gì mình cũng làm được. Nếu như chúng ta đặt ra mục tiêu là đi vì tương lai của các con, và thậm chí là cả về cuộc sống của bố mẹ nữa. Tại vì giờ mình hỏi là cuộc sống của bạn hiện nay so với cuộc sống của bạn trước đây ở Việt Nam, thì bạn có thấy hài lòng hơn không? Mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, là vào cái giai đoạn này thì mình muốn sống chậm hơn nhưng mà sống một cuộc sống nó chất lượng hơn, có nhiều thời gian cho gia đình và cho con cái, cũng như là thời gian cho bản thân. Qua đây thì mình
có thời gian tập thể dục rồi đi bộ, và mình thực sự phải nói từ là enjoy cuộc sống đó. Mà trong khi đấy ở Việt Nam thì lại không có đủ thời gian để làm việc đó. Đúng rồi, mình nhớ lúc mà bạn còn ở Việt Nam mình về là bạn chỉ tiếp mình trên xe thôi, giờ chỉ có thời gian đi từ cuộc họp này tới cuộc họp Đúng khác, rồi. ngồi trên xe nói chuyện với nhau rồi còn xuống xe là bạn phải đi họp thôi, mình mới đi đi, đi 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 chơi. Và qua bên này thì mỗi lần mình qua bạn có thể dành cả ngày ở nhà với mình mà hội tử rất là enjoy với nhau, rất là appreciate và rất là vui khi bạn qua châu Âu thì chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, tại vì từ Anh qua bên châu Âu, bên Phần Lan chỉ có 4 tiếng thôi mà. Không ta, 14 tiếng không? Hay Đúng là rồi. mình phải quá cảnh nó mới 4 tiếng, chứ còn bay Chứ thẳng. đi thẳng là có 2 tiếng à. Đúng rồi, đúng rồi, nên bay thẳng thì chỉ có khoảng 2 tiếng thôi. Ok, rất mừng là chúng ta có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn Rose rất là nhiều trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ mời bạn một vài lần nữa để có thể nói sâu hơn về những cái topic để giúp làm sao quý vị mà đã muốn qua Phần Lan có thể biết được cách nào để xin trường học cho con, hoặc là cái cuộc sống ở bên đó, cách giáo dục con cái như thế nào, cách hòa nhập vào cuộc sống như thế nào. Thì bạn có thể giúp mình một hai lần nữa được không, nếu như có nhu cầu? Thì nếu mà cần thì cứ báo mình. Ok, tại giờ bạn cũng rảnh phải không, chứ đâu phải đi học thường xuyên giống như ngày xưa đúng không? Đó là cuộc sống rất là đáng ganh tị của một bà mẹ người Việt Nam đem con qua bên này một mình, vượt qua được những cái chướng ngại của cuộc sống định cư, chỉ vì là bạn ấy rất là positive và cuộc sống, và qua bên này mới phát hiện ra là nó không khó, không lạnh và không mắc như là mình tưởng. Rồi, Laura, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham dự và theo dõi cái livestream lần này, và đặc biệt là cảm ơn bạn Rose đã giúp cho mình đưa tới một cái livestream giá trị đến như vậy với khán giả của trang định cư Phần Lan. Chào tạm biệt mọi người và hy vọng gặp lại mọi người vào tuần sau, cũng vào 8 giờ thứ năm, 8 giờ tối giờ Việt Nam. Và lần sau thì cái topic có lẽ chúng ta sẽ chọn một điều bất ngờ cho quý vị. Okay, cảm ơn Rose rất là nhiều nha. Cảm ơn Bye các bye bạn. bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đang định cư Phần Lan. Bye bye, tạm biệt mọi người.